Vào 19 giờ ngày 9 tháng 9, U23 Việt Nam sẽ gặp U23 Yemen trên sân vận động Việt Trì, Phú Thọ. Đây là trận đấu thứ hai của U23 Việt Nam tại bảng C, vòng loại giải U23 châu Á 2024. Trong vòng đấu này, mỗi bảng chỉ chọn ra một đội có thứ hạng cao nhất. Ngoài ra, 4 phần 11 đội hạng nhì có thành tích top đầu cũng có cơ hội góp mặt tại Qatar. Cả U23 Việt Nam và U23 Yemen đều giành chiến thắng trong trận mở màn. Do đó, kết quả của cuộc đối đầu sắp tới có ý nghĩa quyết định trong cuộc đua tìm kiếm tấm vé tiến vào vòng chung kết diễn ra trong năm sau. Ở trận ra quân, thầy trò ông Philippe Chusier không quá vất vả để thắng đậm đối thủ U23 Guam. Pha mở điểm của Văn Đô được ví như nút kích hoạt cho guồng máy phá lưới. Trước đó, các cầu thủ của U23 Việt Nam chưa tận dụng được nhiều cơ hội dù chơi áp đảo. Từ phút 33, các học trò của ông Chusier trở nên hưng phấn hơn và ghi liên tiếp tới 5 bàn thắng nhờ công của Văn Tùng, Văn Cường, Thanh Nhàn, Văn Toản và Vĩ Hào. Chiến thắng 6-0 giúp Á quân U23 châu Á 2018 có khởi đầu đầy suôn sẻ. Nhìn chung, U23 Việt Nam đã trình diễn một lối đá ấn tượng. Các cầu thủ kiểm soát tốt, chuyền bóng ăn ý nhằm gây rối loạn hàng thủ đối phương trước khi tạo ra thời cơ dứt điểm. Dàn tiền đạo đều hiện rõ quyết tâm ghi bàn và tích cực sút bóng. Nếu như may mắn hơn, đội bóng áo đỏ còn có thể ghi trên 6 bàn. Về phần đối thủ, U23 Yemen cũng khẳng định thực lực không đơn giản trong trận gặp U23 Singapore. Đội bóng Tây Á chủ động tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc. Họ thể hiện sự vượt trội với 3 bàn thắng do công của thủ lĩnh Ahmed Ma, Kudus và Hamza Hanas. Cơ hội giành chiến thắng chia đều cho cả Việt Nam và Yemen bởi mỗi đội đều có điểm mạnh khác nhau. Nhiều khả năng, trận đấu sẽ diễn ra căng thẳng và chỉ cần một khoảnh khắc tỏa sáng sẽ quyết định thành bại. Ngược dòng thời gian quay về năm 2018, U23 Việt Nam dưới thời ông Park Hang-seo đã tạo nên cú sốc cho bóng đá châu lục khi tiến thẳng vào chung kết U23 châu Á. Trong suốt hành trình lịch sử có mặt giải đấu này, U23 Việt Nam đã chạm trán không ít đối thủ Tây Á và giành được nhiều kết quả lạc quan. Năm đó, U23 Việt Nam hòa Syria ở lượt trận cuối cùng ở vòng bảng để tiến vào tứ kết. Các chiến binh sao vàng tiếp tục chơi ấn tượng khi chạm trán đối thủ vượt trội U23 Iraq, cầm hòa 3-3 và chiến thắng trên chấm luân lưu. Vào đến bán kết gặp U23 Qatar, đội bóng của ông Park một lần nữa toàn thắng trong loạt đấu súng kịch tính. Sau giải đấu năm 2018, U23 Việt Nam còn đối mặt với một số đại diện khác của Tây Á như UAE, Jordan, Iraq và đều bất bại. Chỉ đến khi đối đầu với Saudi Arabia vào năm 2022, chuỗi thành tích mới tạm ngắt quãng với tỷ số không quá cách biệt 0-2. Đạt thành tích tốt trước các đối thủ Tây Á không hoàn toàn dựa vào may mắn mà còn đến bởi lối đá ngày càng hoàn thiện của U23 Việt Nam. Dù không sở hữu hình thể quá cao lớn, các cầu thủ Việt Nam lại có lợi thế về kỹ thuật, sự khéo léo và tốc độ, dễ dàng xoay sở trước đối thủ. Ở cấp độ U23, Việt Nam và Yemen chưa từng gặp nhau. Tuy nhiên ở cấp đội tuyển quốc gia, các chiến binh sao vàng từng vượt qua đại bảng C3-2-0 năm 2019 với sự tỏa sáng của Quang Hải và Ngọc Hải. Đây cũng có thể coi là một lợi thế về tinh thần cho U23 Việt Nam. Ngoài ra, ông Chusier hiện đang nắm trong tay đội hình nổi bật. U23 Việt Nam tham đấu với 3 cầu thủ xuất sắc trong hệ thống giải bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam 2023, 14 cầu thủ từng giành huy chương đồng SEA Games 32, 11 cầu thủ từng vô địch giải U23 Đông Nam Á. Những vũ khí đáng gờm như Khuất Văn Khang, Thái Sơn hay Thanh Nhàn hứa hẹn tạo ra nhiều bất ngờ và kịch tính trong trận đấu sắp tới.